giới loài người, từng ngày đây chuyện buồn vui nơi thế giới loài người. Nước mắt ra có khi là vui mừng, và đôi khi buồn lắm, nụ cười luôn có sẵn trên môi. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền quanh tôi. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền yên vui. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền quanh tôi. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền yên vui. Nơi thế giới loài người được sống với bao điều lạ. Nơi thế giới loài người từng ngày đây chuyện buồn vui. Nơi thế giới loài người nước mắt ra có khi là vui mừng, và đôi khi buồn lắm, nụ cười luôn có sẵn trên môi. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Sao mà lâu quá vậy? Em có liên lạc được với Suri chưa? Chờ chút đi, giờ này đang học, em muốn liên lạc cũng đâu có được đâu. Tưởng nó chưa thức dậy, chứ nó tỉnh dậy rồi thì Suri không làm được gì đâu. Bây giờ làm sao hả ba? Ông ơi, con không có bắt được cái gương thần, bây giờ nó chạy nó mất tiêu rồi. Cháu rủ Thu Hà về đi ha. Vậy đi. Gặp nhau ở nhà mình ha. Sao cái gương lại nằm ở đây ta? Suri không bắt được nó hả ba? Chờ Thu Hà đến đây rồi mình sẽ dây bắt nó. Thu Hà sẽ càng nhìn cái gương càng cảm thấy mệt mỏi và chán nản cho coi. Làm sao đây ta? Dạ, trung tâm chữa cháy không chú? Dạ, có cháy rừng. Cháu nói thiệt không? Nếu là thiệt thì cháu nói coi cháy ở đâu. Dạ, cháu cũng không biết ở đâu nữa. À chưa, nhưng sắp xảy ra rồi chú ơi. Nè, cháu không được giỡn như vậy đâu. Lỡ mà ở đâu có cháy thiệt thì làm sao mà chú phân biệt được. Chết rồi. Làm sao đây ta? Thu Hà, lát nữa bạn qua nhà mình nha. Mẹ mình sẽ đãi bạn nhiều món ngon lắm. Món ngon hả?
Dạ thôi mình đi đi. À, không được. Mẹ mình chỉ nói là mời một mình Thu Hà thôi. Cho mình xin lỗi nha. Một mình thôi hả? Ừ, một mình bạn thôi. Tại sao chỉ có mình Thu Hà được mời thôi vậy? Sao lại có chuyện đó? Phải công bằng hết chứ. À, mẹ mình nói là muốn nói chuyện riêng với Thu Hà. Thu Hà, mình đi. Hoàng Lan, mình về trước nha. Xin lỗi bạn. Đi Thu Hà. Mình hơi buồn. Nhưng mà tại sao chỉ có mình Thu Hà được mời vậy ta? Hơi cái gì mà hơi. Rất buồn luôn thì có. Anh, sao lâu quá vậy? Tan học nãy giờ lâu lắm. Lẽ ra là phải về rồi mà. Sao anh biết được? Ông ơi. Con chào ông, con chào cô chú. À, Ngọc Yến qua chơi với ông hả con? Dạ. Nhưng mà ông đang chờ anh Suri với chị Thu Hà về. Ông không chơi với con được như mọi bữa đâu. Ông ơi, tại sao ông lại chờ chị Thu Hà về không? Tại vì chị Thu Hà đang giữ cái gương thần. Mà chúng ta muốn bắt lại cái gương thần nhưng không để cho chị Thu Hà biết. Ừ. Vậy ông cho con bắt cái gương thần với nhau. À, cũng được, có gì đâu, về đây. Đúng là cháy rừng thiệt rồi. Mình biết trước mà cũng không có làm được gì hết. Thu Hà. Hả? Bạn bị sao vậy? Cháy rừng kìa. Chắc là Thu Hà biết trước chuyện này qua cái gương rồi. Con chào ông. Con chào cô chú. Chào con. Chào con. Thưa ông, thưa ba mẹ, nào mới về. Chào trời. Trời. Thu Hà, cô chuẩn bị rất là nhiều món ăn ngon rồi. Bây giờ chúng ta đi ăn tối nha. Ăn tối hả cô? Bây giờ ăn có sớm không cô? Có sớm không em? Có. Bây giờ ăn thì cũng hơi sớm. Nhưng mà ăn sớm cũng được mà. Mình ăn sớm mình mau no con. Thôi mình vô ăn đi con. Đi. Thu Hà, bạn để cặp trên ghế nha. Đúng rồi. Đúng rồi con. Để đó nha. Đi con. Dạ cảm ơn cô. Ngọc Yến. Ăn đi con. Sao cả nhà chỉ mời có mình cháu thôi vậy? Để cô giải thích cho. Tại vì ở trường á, mọi người thấy con quan tâm tới Suri nhiều quá. Cho nên là mời con tới đây ăn cơm để cảm ơn con đó. Thu Hà nè, ba con làm gì? Dạ, ba con làm ở công ty. Nhà con đông anh em không? Dạ không, nhà con có một mình con à. Ồ, có một mình con vậy chắc là buồn lắm ha. Dạ không đâu, có Suri và các bạn nên con cũng cảm thấy vui lắm. Con ăn đi nghe. Dạ. Nè, chú nghe nói là hôm qua đó mấy đứa con bắt được một vụ cướp hả? Dạ. Cô bắt được chưa? Chắc là rồi á. Nó không đập nữa. Yeah.
thể dục. Ý đúng đúng rồi, cô Giang đang tập thể dục. 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7. Con cảm ơn ông, cảm ơn cô chú. Mình về nha. Không được. Thu Hà, tôi còn ở lại chơi thêm chút nữa nha. Thu Hà, bạn lên phòng mình làm bài tập chúng mình nha. Đúng rồi, đúng rồi. Bữa nay đâu có bài tập. Vậy thì thôi, lên đọc sách chung với mình ha. Đọc đi. Sách gì? Sách gì mình cũng có. Đi. Sao rồi? Vụt mất rồi. Em để vụt mất rồi hả? Dạ. Lúc nãy nó bay đi bay lại trên này nè, bây giờ nó biến mất rồi. Chắc có lẽ là nó lại chui vô trong cặp của Thu Hà tiếp rồi đó. Phải nhanh nhanh bắt nó lại mới được. Đúng rồi, bắt nó lại chứ con, bắt lại chứ. Thu Hà, bạn ngồi đây chơi xíu nha, để mình xuống mình lấy trái cây rồi mình lên liền. Ủa, sao cái gương lại ở đây ta? Mẹ ơi, Ngọc Yến đâu rồi mẹ? Con qua nhà Suri kêu em về đi con. Dạ thôi, con không đi đâu. Ủa, Hoàng Lam với Suri giận nhau hả? Dạ không, vì ba mẹ của Suri chỉ mời có một mình Thu Hà. Sao chỉ mời một mình Thu Hà thôi vậy? Dạ, con cũng không biết nữa. Hình như cô Chini có điều gì muốn nói với Thu Hà thì phải. À, vì chuyện đó cho nên Hoàng Lan mới giận chứ gì, phải không con? Tại sao con phải giận chứ bà? Không phải như vậy đâu. Không phải vậy, mà bà thấy trên mặt Hoàng Lan có cái chữ giận kìa. Con đã nói không phải mà. Không phải à? Nhất định là không phải mà bà thấy Hoàng Lan đáng giận kìa. Bà Suri, cái gương thần là có trong cặp Thu Hà đúng không? Dạ, hồi nãy con mới thấy Thu Hà bỏ nó vô cặp. Thôi bây giờ như thế này, Suri, con lên phòng tìm cách dắt Thu Hà xuống đây, nhưng bảo Thu Hà để cái cặp lại, hiểu không? Rồi còn chúng ta đó thì tạm núp cho phòng bếp. Khi Suri đưa Thu Hà xuống, tất cả mọi người lẻn vào phòng của Suri, đóng tất cả các cửa sổ lại, tìm cách bắt cho được chiếc gương thần. Vậy không? Dạ. Trái cây hả? Thôi, bây giờ tụi mình qua phòng ông đi, rồi tụi mình ăn luôn. Qua phòng ông? Ừ. Nhưng mà ông của Suri đang ở nhà mà. Mình nhớ ra rồi, ông mình mới đi. Thôi, bây giờ tụi mình qua phòng ông đi, phòng ông mình có nhiều điều thú vị lắm á. Ừ, chị mình đi. Đi. Rõ ràng là cái gương thần đã biết chuyện nên nó đang phản ứng kìa. Nè, nghe bà dặn đây. Khi mở túi ra, nếu mà nó bay ra thì tất cả mọi người hãy bắn tia phép thuật nó, nghe chưa? Dạ. Không biết. Con đến mở túi ra đi. Dạ.
Thu Hà, trong phòng ông mình còn nhiều thứ để coi lắm. Cô ơi, để coi sao đi, bây giờ mình phải về. Hả? Ai vậy? Chị giúp tôi một lần đi, chỉ cho tôi cái cách nào á, chỉ cần một lần thôi mà diệt luôn nguyên cái nhà Suri luôn nè. Bây giờ mày có còn nghỉ 100 ngày đi nữa thì cái đầu của mày cũng không có nghĩ ra được cái gì đâu ha. Ừ. Hê, chị nói cái gì? Tao nói đâu có sai. Bây giờ mày đi ra ngoài trực tiếp làm đi. Trực tiếp làm hả? Ủa, chị nói vậy là làm sao? Thì bây giờ đi hết chỗ này chỗ kia mà tìm, đi xung quanh nhà Suri hay là tiếp cận bạn của Suri đó, hiểu không? Đi chỗ này chỗ kia. Ừ. Đi xung quanh nhà Suri. Ừ. Tiếp cận bạn Suri. Ừ. Đúng, đúng rồi. Đơn giản nhưng mà nghĩ không ra. Giờ nghĩ ra rồi. Thôi tôi đi nghe. Ừ. Mày mà có trực tiếp làm thì cũng không làm được gì đâu. Đúng là cái thằng ngu dốt. Con chào ông. Ờ. Chào cô chú, chào chị em về. Chị về để học Yến. Em chào trời. Ờ, con gái, ngày mai á, con làm ơn làm phước con tới nhà chú một ngày nữa nha. Dạ, một ngày thôi, nhớ tới nha, nha. Chú Hà, mai nhớ qua nha em, nhớ đó. Thu Hà, ngày mai mình sẽ, chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. Dạ. Mình về nha Suri. Ừ, bạn về đi. Bà. Không biết ai đây ta. Ủa, cái chú lúc nãy mình thấy trong gương nè. Ủa, cái con bé này có phải bạn của Suri không ta? Chú ơi, chú cẩn thận cái cột điện đó nha. Cẩn thận gì? Cột điện gì? Tự nhiên cái cục điện lẳng xẹt. Từ chiều giờ em ở bên nhà anh Suri hả? Dạ. Vậy chị Thu Hà có bên nhà anh Suri không? Dạ có, nhưng mà dì ấy về rồi. Ngọc Yến, chị Thu Hà qua nhà anh Suri làm gì vậy? Chị ấy được ăn nhiều món ngon mà chơi rất vui, vui lắm đó. Vì cái gương thần mà lọt vào tay Tu Hà, đó còn là điều may mắn đó. Nếu nó lọt vào tay ma nữ hoặc một người nào đó có tâm địa xấu xa, chắc chắn là sẽ có chuyện. Ba, hình như chiếc gương thần lần này nó nhanh nhẹn hơn lần trước hả ba? Đúng rồi đó. Dì dạ, nếu như con không mở cửa ra là mọi người đã bắt được cái gương rồi. Con cũng đâu có biết đâu. À mà ông ơi, hình như cái gương thần đã làm cho Thu Hà trở nên lo lắng đó ông. Dì biết trước tương lai luôn làm cho con người phải lo lắng. Dì Thu Hà bồn chồn nặng nề, đó là đương nhiên. Chúng ta phải làm sao tổ chức bắt cho bằng được là chiếc gương thần. Và sau đó chúng ta sẽ ru cho nó ngủ. Ru cho nó ngủ. Nhưng mà mọi người,
đừng để xảy ra sai lầm nào nữa đi. Dạ. Dạ. Sao tụi nó không đứa nào đi ra ngoài hết vậy ta? Hay là mình làm quen với con bé hồi nãy? Đúng rồi. Không biết cháy rừng đã tắt chưa ta? Bây giờ mình bắt đầu sợ cái gương này rồi đó. Ủa, cái gương thần kìa. Sao cái con bé này lại có cái gương thần ta? À, nếu mình mà lấy được cái gương thần đó thì... được cái gì chưa? Đừng có ăn nói tôi kiểu đó nha. Thu Hà đang giữ chiếc gương thần. Nếu mà mình lấy được chiếc gương thần á, mình sẽ làm được tất cả mọi chuyện. Sử dụng bằng cách nào? Đúng là cái thằng ngu dốt. Sao giờ này mà tụi nó vẫn chưa về, không biết nữa. Mấy đứa nhỏ sắp về rồi ba, ba chờ chút. Con chờ ông, con chờ cô chú. À, chờ dạ con. Thu Hà vẫn chưa đến hả ba mẹ? Chưa, Ngọc Yến cũng tới nữa hả? Dạ. À, bây giờ Ye Ye về rồi, nhà mình bốn người cứ làm lại lần nữa đi ba. Đúng như vậy. Dạ dạ dạ, cháu nghe cho rõ đây. Khi mà chiếc gương thần thứ ba lên không trung thì cùng lúc chúng ta bắn phi phép thuật ra thì mới có thể bắt được nó. Nhớ chưa? Còn phải nhớ là làm cùng lúc, nhớ chưa? Dạ. Nào, chúng ta tập đi. Dạ. Bằng mọi cách lấy được chiếc gương thần đó. Nếu mà lấy được chiếc gương thần đó, chủ nhân của chiếc gương thần. Khi mà đã là chủ nhân của chiếc gương thần rồi, bây giờ thì đi vào ngàn năm ánh sáng. Có khi là chiếc gương thần cho mày một trận thì có. Bây giờ nếu tôi lấy được thì sao? Lấy được hả? Nếu như mà mày lấy được á, nói giữ lời nha. Được rồi. Em chờ đó đi. Anh sẽ đi lấy về cho mà coi. Nơi thế giới loài người được sống với bao điều lạ. Nơi thế giới loài người từng ngày đầy chuyện buồn vui. Nơi thế giới loài người nước mắt ra có khi là vui mừng và đôi khi buồn lắm.